Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Rất vui khi được quay trở lại cùng anh em trong video ngày hôm nay. Và trong video lần này, đồng hồ Minh Triệu lại về được một chiếc Longines. Đây là một chiếc đã qua sử dụng, độ mới cao, còn full box của Longines đi kèm anh em ạ. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Chiếc Longines mà ngày hôm nay mình chia sẻ với anh em là một sản phẩm nằm trong bộ tập flagship với size mặt khá là khiêm tốn là size 36mm, độ dày thì siêu mỏng, chỉ khoảng 8mm mà thôi anh em ạ. Thế mạnh của dòng Flagship đó chính là độ mỏng của đồng hồ, trang bị bộ máy cơ automatic nhưng mà lại mỏng chỉ như một chiếc đồng hồ pin anh em nhé. Và với kích thước này sẽ phù hợp với anh em cổ tay từ 16-16.2 trở xuống, đeo sẽ rất là tuyệt vời. Mình trên tay để cho anh em thấy được vẻ đẹp của chiếc Longines này. Trang bị mặt đeo màu trắng tinh khiết cùng bộ dây kim loại vô cùng lịch lãm. Bên trong mặt số của chúng ta nổi bật thì sẽ là những cọc số vạch. Các cọc số của chúng ta ngày hôm nay được Longines thiết kế hoàn thiện rất là tốt, được đánh vát các cạnh anh em ạ, nhằm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng. Mình sẽ zoom lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy rõ độ hoàn thiện tuyệt vời của những cọc số này. Toàn bộ được mạ PVD anh em nhé. Vị trí góc 3 giờ của chúng ta đã được thiết kế cọc số 3 ngắn lại, nhường chỗ cho ô lịch ngày. Và với ô lịch ngày thiết kế tại vị trí này giúp anh em quan sát lịch một cách cực kỳ tiện lợi. Ở bộ kim của chúng ta ngày hôm nay được Longines tạo hình đẹp, kim giờ kim phút thiết kế dạng kim lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, kim dây chuyển động mượt mà nhờ sử dụng bộ máy có tần số dao động lên tới 28.800 VPH. Ở góc 12 giờ của chúng ta sẽ là dòng chữ Longines và biểu tượng logo đồng hồ cát có cánh của Longines. Lòng ngoài cùng của chúng ta thì sẽ là những vạch chia phút auto rim. Góc 6 giờ sẽ là dòng chữ automatic và squid. Sản phẩm sử dụng bộ máy cơ automatic và đến từ Thụy Sĩ anh em ạ. Mặt kính của chúng ta ngày hôm nay được Longines trang bị mặt kính sapphire nguyên khối. Với mặt kính sapphire giúp anh em tránh được vết xước khi mà chúng ta va chạm trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Toàn thân của chúng ta là thân thép không gỉ, hai bên hông được tạo hình đẹp và anh em quan sát niềng benzen của chúng ta được thiết kế một cái niềng chia tầng. Với cái niềng chia tầng này thì anh em trên tay một chiếc 36mm ạ, nó sẽ tựa như là một chiếc 37-38, bởi vì với thiết kế này khi anh em nhìn trực diện ạ, nó tạo cho chúng ta cảm giác cái đường kính nó rộng hơn. Và toàn bộ cái niềng này của chúng ta cũng được mạ vàng PVD Yellow Gold anh em nhé, nó sẽ ăn khớp với toàn bộ kim cặp số bên trong, tạo hiệu ứng tông xoẹt tông. Vị trí góc 3 giờ phía phần khung vỏ, chúng ta sẽ có một núm điều chỉnh thời gian. Ở bên trên núm của chúng ta với một cái logo đồng hồ cát có cánh của Longines và dòng chữ Longines được hoàn thiện nổi. Thiết kế tạo hình cạnh khía răng cưa ở núm này giúp anh em dễ dàng lên có tay và chúng ta có thể kéo núm ra điều chỉnh lịch và giờ một cách cực kỳ tiện lợi. Đi kèm với đồng hồ chúng ta sẽ bộ dây kim loại. Đây là bộ dây độc quyền của dòng Flagship với thiết kế hai chỉ ở giữa của chúng ta được mạ vàng PVD Yellow Gold. Và anh em quan sát này, hai cái chỉ ngoài cùng ạ, chúng ta được đánh những đường cắt kim cương tạo hiệu ứng rất là đẹp và cho thấy là cái độ hoàn thiện rất là kỹ của bộ dây này. Rất là tuyệt vời. Và với sự đan xen phối kết hợp giữa các chỉ trắng và chỉ vàng này, anh em trên tay thực sự nó không khác gì một món đồ trang sức. Và toàn bộ khung vỏ cũng như là bộ dây của chúng ta được làm bằng thép đặc không gỉ với chiếc thép 316L của Longines, nó có độ cứng và độ chống ăn mòn cực kỳ cao. Đi kèm với bộ dây chúng ta sẽ bộ khóa bướm. Với thiết kế khóa bướm giúp anh em đóng mở dễ dàng. Bên chiếc khóa của chúng ta sẽ có dòng chữ Longines này, biểu tượng đồng hồ cắt có cánh của Longines nữa. Và bên dưới dây của chúng ta sẽ có một cái mã của dây và chuyện là stainless steel là thép không gỉ anh em nhé. Mình sẽ cùng anh em trải nghiệm mặt sau của đồng hồ ạ. Mặt sau của chúng ta ngày hôm nay được Longines thiết kế lộ máy và với thiết kế lộ máy skeleton này sẽ giúp cho anh em ngắm nhìn từng chuyển động dao động đồng hồ một cách dễ dàng. Mình sẽ zoom lên cận cảnh để cho anh em nhìn thấy rõ những chi tiết nhỏ sâu bên trong bộ máy của chúng ta. Bộ máy mà ngày hôm nay chiếc Longines của chúng ta sử dụng là bộ máy Calibe L619.2. Bộ máy này được pay trên nền tảng của máy ATA2892A2 anh em ạ. Và với bộ máy này thì anh em sẽ có 21 chân kính, 28.800 dao động và khoảng 42 giờ take off cho anh em trải nghiệm. Bộ máy cực kỳ tuyệt vời. Anh em hãy quan sát là sâu bên trong Balance Wheel, chúng ta sẽ thấy mã máy được chuyện khác ạ. Bộ máy sử dụng là 2892A2. Ngay bên trên mã chúng ta sẽ có chuyện hoa thị ATA. Và bên cạnh phía bên phải chúng ta sẽ có chuyện là V8ZG4. V8 là ký hiệu của nhà máy sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ ATA, một nhà máy vô cùng nổi tiếng trong ngành công nghiệp chế tác đồng hồ. Tiếp theo thì tại vị trí bánh xe cân bằng, chúng ta sẽ thấy một viên đá ruby màu hồng pha chút ánh tím bắt sáng cực kỳ tốt. Và tại vị trí này chúng ta sẽ có một cần gạt chỉnh nhanh chậm. Cần gạt này kết hợp với cả con ốc vít ký hiệu cộng trừ ở đây sẽ giúp anh em căn chỉnh thời gian một cách chính xác nhất. Anh em quan sát là bên dưới bánh xe cân bằng của chúng ta sẽ có nhìn thấy những bộ phận thoát đồng hồ như là bánh xe gai, con ngựa và bộ phận vành tóc đang chuyển động liên hồi. Bộ máy của Longines được hoàn thiện bởi những vân đánh xoáy, những đường kẻ sọc ở phần viền máy tạo hiệu ứng cực kỳ tốt. Quả văng của chúng ta ngày hôm nay được Longines tạo hình đẹp, thiết kế màu vàng cực kỳ nổi bật và được hoàn thiện bởi những cái vân đánh xoáy này. Bên trên quả văng chúng ta sẽ có dòng chữ L619.2 và dòng chữ Longines, cũng như là chuyện là 21 Squid Mate. Sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ, bộ máy sử dụng là bộ máy Calibe L619.2. Và toàn bộ những cái chữ chuyện này được chuyện khắc bên trên bề mặt kim loại, độ hoàn thiện rất là tốt, được sơn màu đen và trên cái nền màu vàng. Mình sẽ nghiêng đồng hồ các góc độ khác nhau để cho anh em ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của bộ máy Longines này. Khi quả văng của chúng ta xoay sẽ để lộ ra một cái chi tiết khá là quan trọng, đây là ổ cót, nơi dự trữ năng lượng của đồng hồ. Và cứ mỗi một vòng xoay của quả văng thì sẽ là một vòng cót được co lại, và các vòng cót sẽ giãn dần ra truyền năng lượng vào những bánh xe giúp cho máy vận hành, đó chính là cơ chế hoạt động của đồng hồ cơ anh em nhé.
mặt sau của chúng ta sẽ được chạm khắc một số thông tin. Chúng ta sẽ có dòng chữ là Squidmate, sản phẩm sản xuất tại Thụy Sĩ. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái số serial number, ở trên hình chữ S là ký hiệu mặt kính Sapphire Dorito. Ở đây chúng ta sẽ có dòng chữ là Flagship, sản phẩm nằm trong bộ tập Flagship, độ chống nước là 30m, tương đương với 3 ATM. Anh em có thể đi mưa rửa tay mà không lo vào nước. Ở đây chúng ta sẽ có một cái đầu mã sản phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ có stainless steel thép không gỉ. Đó là một số thông tin cơ bản của chiếc long jean mà ngày hôm nay đồng hồ Minh Triệu muốn chia sẻ với anh em. Vừa rồi mình đã cùng anh em trải nghiệm một sản phẩm chính hãng đến từ Thụy Sĩ mang thương hiệu long jean, và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay nằm trong bộ tập Flagship. Với thiết kế sang trọng lịch lãm này, anh em có thể mix được rất là nhiều bộ trang phục khác nhau. Sản phẩm đã được bán mức giá retail khá là cao. Và ngày hôm nay thì đồng hồ Minh Triệu giao lưu lại với anh em mức giá cực kỳ tốt, mức giá chỉ 17 triệu mà thôi. Áp dụng cho anh em ấn đăng ký kênh cũng như là theo dõi video này mới được hưởng mức giá này anh em nhé. Và các sản phẩm đồng hồ Minh Triệu bán ra cam kết với anh em là hàng chính hãng 100%. Khi anh em mua hàng, bên mình sẽ cung cấp cho anh em một phiếu cam kết bán hàng chính hãng tại đồng hồ Minh Triệu đi kèm. Vì hiện nay thị trường hàng giả, hàng nhái làm tràn lan, làm anh em hoang mang, lo lắng, không biết mua ở đâu, tin tưởng, uy tín, thì anh em hãy đến với đồng hồ Minh Triệu. Anh em sẽ thấy được sự an tâm, hài lòng khi sử dụng đồng hồ. Các sản phẩm bên mình bán ra cam kết chính hãng 100%. Sẵn sàng đi thẩm định của anh em tại bất kỳ trung tâm cơ sở uy tín về đồng hồ tại Hà Nội. Nếu anh em có nhu cầu, bên mình sẽ cấp thêm cho anh em một cái thẻ bảo hành 2 năm để anh em yên tâm sử dụng. Và nếu anh em Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội để lên tay thử sản phẩm. Nếu anh em ở xa, bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10%, bên mình cho hàng đi. Và trước khi kết thúc video này, mình mong anh em giúp mình bằng cách bấm vào nút like ở bên dưới video nếu anh em cảm thấy hay và bổ ích, hoặc nút dislike nếu anh em không thích, và anh em hãy thẳng thắn nhé. Cái việc này nó thực sự rất rất ý nghĩa với mình, tại vì mình cần nhìn một số liệu thích hoặc không thích này để mà chỉnh sửa, để hoàn thiện, và những cái video sau nó sẽ hay hơn video trước. Và nếu anh em cảm thấy video sau mà hay hơn video trước ấy, thì chắc chắn rằng cái người góp một phần vào đó chính là anh em, thông qua cái việc bấm thích hoặc không thích nhá. Anh em giúp mình nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi. Minh Triệu, đồng hồ hiệu